Ghế hơi chính hãng hay Inchex? Ghế hơi không rõ nguồn gốc xuất xứ có gì giống và khác nhau? Đây là bao bì sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, còn đây là bao bì sản phẩm của nhà Inchex. Em thấy trên bao bì sản phẩm của Inchex thì có rất là nhiều thông tin sản phẩm luôn. Còn chiếc bao bì này thì ngoài màu sắc cũng như là một vài thông tin lưu ý thì em chưa thấy có thêm thông tin gì nữa. Ấn tượng đầu tiên khi em mở mẫu sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ này ra đó là nó sặc mùi luôn nha mọi người ơi, còn rất là nhiều mùi chưa được xử lý. Em thấy ở đây cũng có sẽ kèm theo một chiếc đôn kê chân như thế này. Chất liệu thì bóng và mỏng. Đây là hai mẫu sản phẩm ghế hơi mà em đã vừa bơm lên xong rồi đây. Thì video này sẽ là một cái minh chứng rõ nhất cho các anh chị để so sánh về cái sự khác biệt giữa ghế nhà Inchex và một chiếc ghế ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ nhé. Về tổng quan mọi người có thể thấy nhìn mắt thường là về kích thước thì ghế nhà Inchex đã to hơn rồi. Về phần viền thì em thấy là viền ở ghế này không được phủ bất kỳ một cái lớp nhung mỏng nào cả. Đó, chỉ phủ trên phần bề mặt thôi. Còn ghế của nhà em sẽ được phủ xung quanh ghế luôn nha mọi người nhé. Xung quanh ghế đều phủ một lớp nhung mỏng này. Các múi hơi trên ghế của nhà Inchex thì sẽ to và nổi hơn. Còn múi hơi ở đây thì cũng sẽ có múi hơi nha mọi người nhé. Nhưng mà sẽ chìm hơn này. Chất liệu nhung ở đây thì rất là thô ráp, không được mềm mịn như nhung nhà Inchex đâu. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy thiết kế ghế sẽ có thêm một chỗ để bình nước. Còn chiếc ghế này thì sẽ không có chỗ để nước nha mọi người nha. Ngay từ khi em mở sản phẩm thì em đã thấy có sự khác biệt hẳn rồi. Từ về mùi cũng như là về chất liệu khi sờ vào, mỏng hơn rất là nhiều luôn. Mua hàng chính hãng không bao giờ là lựa chọn sai lầm. Hãy đặt hàng ngay tại gian hàng Môn, gian hàng chính hãng của nhà Inchex để sở hữu chiếc ghế này.